Chị anh đâu? Hết bia. Một đống đi thầy. Còn cũng không bán đâu các anh. Sao lại thế? Trả nợ cũ đi rồi bán. Em Nhung người tưởng đi Tây về tính phải thoáng ra chứ lại khó khăn quá. Cứ bán đi, hôm nay tiền tươi. Cho 4 cốc, không phải trả lại. Các anh biết các anh nợ bao nhiêu rồi không? Đứng đầu sổ nợ. Trả đi rồi uống tiếp. Thì cứ bán hôm nay đi, nợ để mai tính sau. Mai dài hơn thuộc, không bán. Cái con này, mày là chủ hay tao là chủ đấy hả? Mẹ để tên con ở quán bia này cả chục năm. Bia hơi nhung, lụa. Có tên con là có phần của con. Hàng xóm láng giềng sao mày cứ sồn sồn đến thế nhở? Hàng xóm láng giềng thì cũng nợ dăm bữa nửa tháng thôi. Nợ từ năm ngoái đến năm nay mấy triệu tiền bia không chịu trả. Các anh đi về đi. Nể anh đang có chuyện buồn em mới bán cho đấy. Mà em khuyên thật, anh suy nghĩ kỹ lại đi. Anh mà ly hôn là không tìm được ai tốt hơn bà Thu đâu. Anh cứ kiểu như này á, vợ nào chịu được. Anh cảm ơn nhé. Nhưng mà chuyện nhà anh cứ để anh tự nhiên đi. Đúng rồi ấy. Chuyện vợ chồng nhà người ta, mình biết gì đâu mà mình tham gia. Còn cả anh nữa, anh bị. Anh bị em sao? Mà thôi. Giờ hơi bảo sao vẫn ế. Sao? Không đuổi theo nàng à? Anh không muốn làm phiền Vân. Vân đang sốc tâm lý khi biết mình bị bệnh nặng. Lúc này cô ấy cần được ở một mình. Anh ơi, nó diễn giả bệnh thô như thế mà anh vẫn tin. Coi anh là thắng gà là sỉ nhục con gà đấy. Em đừng có mà nói linh tinh. Ôi dồi ôi anh ơi, có khi là bây giờ nó có mối khác ngon hơn. Nó đến đây là để chia tay anh. Nó bịa ra một cái lý do như phim bi kịch. Thế mà anh cũng tin. Tỉnh lại đi. Em không được quyền nói Vân như thế. Chính ra là anh yêu mà cũng không hiểu gì về người yêu nhở. Nó lừa cho cũng đáng đấy. Em cũng không có quyền phán xét bọn anh. Bằng này tuổi mà em còn chưa có chồng thì em hiểu gì về tình yêu mà em nói. Anh trả em tiền bia. Ô mẹ lại trả luôn không nợ à? Anh không nợ nần người xấu. Tao thì thất nghiệp, xong người yêu bỏ. Thằng Tiến thì bỏ vợ. Lương thì bà uống. Anh em mình bây giờ chả có gì ngoài có nhau. Ở cái làng này các anh nổi tiếng là bộ ba ăn hại. Nhốt nó lại. Không cho thằng Thắng giao du với hội thằng Hưng thằng Tiến nữa. Chúng mày ấy, phải tách nhau ra thì chúng tao mới sống được. Anh định lấy tiền của em cho ông Hưng chứ gì? Bỏ Quách nó đi. Giờ chọn đi, tôi hay hội bạn của anh? Tao không có đứa con như mày. Cút. Ba mình đã đen lại còn nhỏ. Chúng mày, tao mà biết chúng mày lấy trộm vàng của vợ mới đi về lãi. Giờ đã. Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Điên à? Ai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Em vẫn còn tiền để dành á. Còn anh em mình coi như là mở một công ty, mua đứt luôn cái vườn dược liệu, mua luôn ký ốt, bán xà phòng. Thôi, đừng mộng mơ nữa, ông đi nấu cơm đi. Cái việc làm xà phòng này, nó là tâm huyết của tao đấy. Kiểu gì tao cũng sẽ không bỏ đâu. Vì anh em, nhất định tao sẽ cố gắng. Đây là tiền đặt cọc. Số còn lại, khi nào người ta chuyển cho tao, tao chuyển cho mày để mày lo cho bà. Cầm lấy. Tiền tao mượn bọn mày với tiền bán cái xe máy
lo thuốc thang cho bà hết rồi. Còn chỗ này, một ít ta sẽ trả ngân hàng, còn lại một ít để lo cho bà. Nên là vẫn chưa gửi chúng mày được. Mày hâm à? Bọn tao kiếm tiền đưa cho mày để mày lo cho bà cơ mà. Đúng rồi. Khi nào người ta gửi nốt tiền dược liệu ấy, chúng mày cứ giữ lấy. Thiếu bao nhiêu, tao trả dần. Mày ấy, lo tập trung vào cái cửa hàng tạp hóa với vợ mày đi. Còn mày, về xin lỗi bố mẹ đi. Ba thằng mình giải tán, cứ dính với nhau thế này, không nên cái tích sự gì đâu. Bố mẹ. Thế chuyện cái thằng Tiến đánh nhau là thế nào? Con xử lý đến đâu rồi? Lại làm ăn rồi bị lừa ấy bố. Nói chung là tiền mất tật mang. Nhưng mà con giải quyết xong được về rồi. Thằng mất dạy. Lần này gặp quánh cho tuốt xác. Quánh cho thằng này tu tâm chuyển ý luôn con. Thôi bố ạ. Vợ chồng ở với nhau mà cứ 5 ngày 3 trận như thế này, con chả thiết tha gì nữa. Kệ. Bây giờ anh ấy muốn sống kiểu gì thì sống ạ. Thế ý con là thế nào? Con sẽ nuôi thằng Đô. Tài sản chung của bọn con chả có gì, nên tòa giải quyết nhanh ấy mà. Tức là ly dị á? Không được, như thế là không được. Kìa bố, bọn con đủ lớn để tự quyết định chuyện của mình mà. Bố mẹ đừng can thiệp nữa. Mà bố thấy đấy, có cố thì cũng hơn được gì đâu ạ. Bố thì rất là tôn trọng quyết định của hai đứa, nhưng mà ly dị là không nên con ạ. Lúc nào cũng tùy tiện, bốc đồng. Thế mày tưởng mày tuyên bố xin nghỉ việc trước cuộc họp như thế thì chú mày không bị liên lụy à? Hả? Người ta sẽ cười vào mặt chú mày rằng là chú mày không biết dạy cháu, hiểu chưa, đồ ngu à? Cái việc tày đình như thế mà mày không nói với tao một câu, với chú mày một tiếng, thế bây giờ sự việc vỡ lở như vậy thì có mà rời cứu, đồ ngu à? Việc xin nghỉ làm con nghĩ kỹ rồi ạ. Cái nghĩ kỹ của mày là mày xin nghỉ việc để đi giao du với cái đám bạn hư hỏng thằng Hưng thằng Tiến của mày à? Nếu vậy thì mày ra khỏi nhà tao. Tao không có đứa con như mày. Cút! Anh ơi, em xin anh bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Anh cứ nói rồi con nó sẽ hiểu mà. Con đi đâu? Con dọn đồ ra ngoài tự lập. Đằng nào con cũng là thằng vô tích sự, không làm được trò trống gì để bố mẹ nuôi tốn cơm tốn gạo với lại phí công phí sức của chú con. Con xin lỗi bố mẹ. Thắng.